Hello, xin chào mọi người, lại là mình Kim Min đây. Sau khi nhìn tiêu đề thì mọi người cũng biết là hôm nay mình sẽ bay về Việt Nam và mang theo rất là nhiều đồ ăn vặt giặt qua bánh mật ong truyền thống của Hàn Quốc về cho mọi người. Một mình 4 cái vali với cả một cái túi đeo là mọi người biết là mình mang nhiều trăm cân về Việt Nam như thế nào rồi đúng không? Đã bảo hè này không về ở lại học với cả đi làm rồi, nhưng mà để phục vụ niềm đam mê ăn vặt thỏa thích của các anh chị em thì mình đã về rồi đây. Lần nào mình bay đi hay bay về thì Thư, cô bạn thân của mình, cũng giúp mình đưa đón với cả mang đồ cho mình ra sân bay ấy. Trước khi đi thì bọn mình có ăn bánh mì Việt Nam và uống gong cha nữa. Rất chi là buồn là một kiện hành lý của mình bị quá cân ấy, thế nên là mình đã phải mua thêm túi và phải đóng cả phạt nữa, 80.000 won trên một kiện cơ. Hành trình đi về có hơi vất vả một chút xíu, tại vì một mình cũng phải khuân một đống đồ khá là nặng ấy. Mãi xếp hàng mãi thì mình mới được vào trong chỗ mà ngồi đợi để ra tàu bay ấy. Tại vì đói quá tụt huyết áp rồi thì mình quyết định sẽ lấy một chiếc giặc qua của khách để ăn luôn. Em này là bánh mật ong truyền thống. Lần này về thì mình có mang khoảng tầm 80 cân bánh mật ong về cho mọi người, tại vì mọi người order với cả đặt mua bánh này nhiều quá ấy. Đây cũng là cái bánh yêu thích của mình nữa. Em này thì mình ăn siêu nhiều và mình cũng review siêu nhiều rồi nên là thôi nha, không review nữa. Chỉ muốn nói cho mọi người là nó rất là ngon. Nó là kiểu bột gạo xong rồi được tẩm mật ong, chiên lên ngập dầu mỡ ấy. Ăn mới đầu ăn thì mình thấy nó giống vị bánh rán của Việt Nam, nhưng mà càng ăn thì thấy nó giống vỏ của bánh trung thu. Nhưng mà nó khác ở chỗ là chắc là thơm ngậy mùi mật ong với cả mùi dầu ha. Đó, ngờ đợi một chút xíu thì mình cũng được lên máy bay rồi này. Hôm nay mình đến muộn quá nên là không lấy được chỗ ở cạnh cửa sổ, nên là mình phải ngồi tít ở trong, rất chi là buồn. Đi máy bay lúc nào mình cũng thích ngồi cửa sổ hết á, tại vì mình thích ngắm cảnh, ngắm bầu trời mây, ngắm đường phố, ngắm đảo, ngắm nước, ngắm hoa, ngắm cỏ. Không biết bác nào ở đây có sở thích ngồi gần cửa sổ máy bay giống tôi không ha. Mình bay Vietnam Airlines, về thì mất tầm 4 tiếng rưỡi. Đấy, trên đường về thì mình sẽ ngồi xem phim, uống nước ép táo, xong ngồi ăn mấy cái hạt rang ấy. Đợi một chút xíu thôi thì sẽ được phục vụ đồ ăn chính. Ôi nhưng mà mấy cái hạt này sao nó nhiều mù tạt dã man, mình ăn mà hăng hết cả mũi luôn ấy. Đúng kiểu được thông mũi free. Đây là bữa chính của bọn mình này, quá là nhiều và hấp dẫn luôn. Có cả dessert, đồ tráng miệng là một em bánh chocola. Chúng ta sẽ có cơm hải sản, một mẩu bánh mì với cả bơ và một em salad thịt gà chiên. À đâu, đây là salad gì nhỉ? Quên mất rồi. Không biết tại đói hay gì nhưng mà cơm trên máy bay với mình lúc nào cũng rất là ngon. Mình lúc nào cũng ăn hết sạch, không chừa lại bất kỳ cái gì luôn ấy. Các món hôm nay đều rất là hợp khẩu vị của mình. Cơm hải sản thì được xào rất là vừa vặn, còn salad thì được trộn cùng với cả cái sốt mà nó đặc đặc, xong có cả cá ngừ các thứ nữa ấy. Còn gì nữa nhở, bánh mì ngon ăn với bơ. Bánh tráng miệng thì hơi ngọt một chút xíu, nhưng mà mình chỉ ăn được có 2/3 cái thôi. Anh chị nhân viên của Vietnam Airlines thì khá là thân thiện ấy, nhưng mà mình thấy tiếp viên không được trẻ bằng những hãng bay khác. Mình thích ăn cái bánh mì không này lắm luôn, ăn không hoặc là phết với bơ thì đều ngon nha. Mình vừa ăn vừa xem phim, khoảng tầm một chút xíu thôi là đến Việt Nam rồi. Đó cũng nhanh mà, không lâu lắm đâu. Gần 9 giờ tối thì mình đáp sân bay Nội Bài. Khổ nỗi là nhập cảnh ở sân bay Việt Nam lúc nào cũng rất là lâu ấy. Tầm hơn 2 tiếng thì mình mới được ra đến ngoài cửa. Eo ơi, mình nhiều vali xong rồi cũng được mọi người yêu thương ấy. Mọi người giúp đỡ mình nhiều cực. Kiểu thấy mình loay hoay không cho được vali lên xe ấy, mọi người cũng ra giúp mình khuân nữa. Đấy, bố mẹ đến đón cũng khuân giúp mình. Người thì bé tí mà loay hoay một đống hàng như thế cũng hơi cực nha. Đến Hà Nội một cái là mình thèm ăn ốc dã man. Thế là bố mẹ đã dẫn mình đến quán ốc gần nhà để ăn. Một ốc mít, một ốc thường
hấp ba con hàu. Cả nhà ăn no rồi. Quốc lộ xà mì hết rồi. Cái số của Hàn Quốc cũng gọi cho con đấy là số bên đấy. Số bên đấy của con. Ôi, sang đây vẫn gọi được. Con đặt do mình thì nó chả bố gọi khối tiền. Ừ, nó vừa trừ mấy nghìn của con. Mình cứ về nhà gặp bố mẹ là tíu tít hết cả lên ý. Đấy, quay lại mới biết là mồm mình cứ dẩu lên khi nói chuyện ý. Nhưng mà đây, đồ ăn của cả nhà mình ra rồi này. Trời ơi, tinh hoa ẩm thực. Có dịch vụ nhảy thuê không? Không, mình tự nhảy ngon. Không phải bố nhảy không, mình ngon. Ngon quá trời ngon luôn ý. Đây là tín hiệu vũ trụ để cho mọi người đi ăn ốc này. Mọi người không biết là ở bên Hàn mình thèm như thế nào đâu. Ngày nào mình cũng nghĩ về các em nó. Hàu nướng mỡ hành béo ngậy, thơm phưng phức luôn. Ăn vào mà như kiểu tan trong miệng ý. Mỗi tội chắc sẽ béo lắm đây. Đây là ốc hương sốt trứng muối nhá. Em này cũng ngon, siêu ngậy, siêu béo. Và đặc biệt là cái rất là nhiều sốt trứng muối. Ăn nó kiểu sệt xong rồi mặn mặn vị trứng ý. Uầy, vừa nãy lúc mà mình order đồ quầy ấy, có anh GrabFood nhận ra mình mọi người ạ. Mình đang đi xong rồi anh kéo mình lại hỏi, ơ có phải bạn là bạn trên TikTok đúng không? Xong rồi mình kiểu ngại, mình bảo không phải đâu ạ. Thì ra là mọi người ở Việt Nam cũng xem TikTok của mình ý, ngại dã man luôn. Bánh mì xong rồi chấm với sốt trứng muối này cũng ngon này. Mình chấm cả với sốt mè của quốc lộn xào mè nữa. Nói chung là đỉnh chóp. Đồ ăn Việt Nam lúc nào cũng là số 1 trong lòng mình ấy. Không nước nào có thể sánh bằng luôn. Ẩm thực nước mình phong phú mà ta. Sau khi ăn xong thì mình về nhà bắt đầu dỡ 4 chiếc vali ra. Đây, như mọi người có thể thấy là toàn đồ ăn vặt, toàn bánh kẹo cho mọi người thôi. Chả có đồ của mình đâu, mình không mang tí đồ gì của mình về cả. Bây giờ cũng là 11 giờ đêm rồi ý. Thế nên là chắc là không kịp đóng để gửi đồ cho mọi người đâu. Mình sẽ để ngày mai mình sẽ bắt đầu gói hàng và gửi đi cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất chi là nhiều vì đã ủng hộ cửa hàng tiện lợi Kim Min. Bây giờ thì chúc cả nhà yêu ngủ ngon. Và nếu có dịp thì lại ủng hộ mình tiếp nhé. Để mình có thể mang thật là nhiều đồ ăn ngon của Hàn Quốc về cho mọi người nè. Đây chính là phòng của mình ở trên tầng 3. Mình phải đi ngủ đây thì mai mình có sức đóng hàng. Bye bye mọi người.